บาดสูสดบางโอนปกไม่เราเลยบรรดาสังคมมาอยู่ถูกบาดทั้งไงในกำปองทอมมาตีไปทีวีบานมาดาววัดปุตตมเรียงไซตมนบบาดวัดปุตตมเรียงไซตมนบในภูมิสลางภูมิทางนันสระเจ้าทันขจกจังเอตาหมอบันจังประเทศแกงลำเพียงหนึ่งเซลสุแทบานกำปองตะกอสร้างวัดตนกมีตาใครจึงให้สมโจยตาตามปองธรรมทีวีมาจุ่มแต่สนาโนประเด็นของกรอยปองธรรมทีวีนี่ยตาvâng lời nói đầu tiên là giống thơm mà tiêu vi xin chào tất cả cô chú quý anh chị bữa nay vốn thơm lại chùa bột tâm rèn xây tâm nốc chùa bột tâm rèn xây tâm nốc thuộc xã Hằng Ninh huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng đó mọi người ấp Sà Lan lại review cho cô chú quý anh chị mình xem tượng Phật Thích Ca nằm đó mọi người nghe thợ chia sẻ là từ bông sen lên 4m cao.Nằm ngang như mình, dài thì 29m cho tới phần chân. Thì cũng thơm đến đây cũng sẵn nhiệt rồi quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem một vòng rồi mời cô chú anh chị mình đi qua chỗ về nhân danh Lâm đang làm dầm ghe ngô chùa Tâm Nốc 2 luôn đó cô chú anh chị. Ghe ngô đường kim du lịch năm 2020 rồi sẵn nhiệt rồi quay tượng Phật Thích Ca cho cô chú anh chị mình xem luônvà nghệ nhân đang chỉnh sửa phần mặt đó mọi người nghệ nhân chia sẻ cũng xong khoảng 80% còn phần chân chút nữa là xong rồi đó cô chú anh chịnồi chân hay và cây một tích chất là phải chỉ hơi ta chèn lâm phiên và bàn nhà nên và phải chỉ còn bảy vẹt rồi thì hay còn không thì bây giờ xôm chẳng chui người ta với đẹp sân hàn tích cầm bỏ buồn mệt còn đội ven mà phải cầm buồnđây là chánh điện của chú anh chị chánh điện cổ ngày xưacũng có tháp có ngọn độ cao đẹp lắm mọi người điều kia dây ta có một bạch tay chân thì đấm xong vậy giờ cũng thơm xin mời mọi người đi xem dầm thời làm mọi người xin cảm ơn mọi người rất nhiều mời tất cả mọi người bạn chân hay xong cho nhau ôn mê mi dây ta dân tàu hàng croi mời chàng làm thơ cho bà chân hay xong o quânบาทสุสดบางคนปกไม่เลยบรรดาสกุมยูทูบไอสมบัติสุสดของการบาทไงในฟังคำหมอกดังมาเมื่อแจ้งเธอจวาตุกโง่วันวงเทอมตีวิชินเจ้าคุณจุ้ยนี่วันนี้วงเทอมมาเลยแซมงานยังยันลำลำยำเลยดังเบายำเรียงโง่ได้ละ mẫu ยำนะคุณจุ้ยนี่đang làm sẵn rồi bây giờ đang bào từ 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 vậy đó thì là nghệ nhân danh Lâm thợ đóng ghe ngô còn bên đây là anh Vinh rồi nổi tiếng đồng bằng sông Cửu Long ghe Càng Long nó lại làm chung với anh nghệ nhân danh Lâm luôn à, đây là đại tửanh Lâm ơi cho Dũng Thơm TV xin hỏi một chút anh Lâm dầm cái ngô này mình thường nó có mấy mẫu anh từ 1m3 tới 2m2 là cái dầm lái như dầm con là ngắn nhất là 1m3 tới dầm vì 1m5 từ 1m8 trở lên tới 2m2 là coi như dầm lái luôn ha dầm lái dạ dạ cảm ơn
thợ cũng chia sẻ đó mọi người. Đây là những mẫu dầm mà làm được sơ sơ rồi đó cô chú anh chị. Quả này ta như ban thưa hơi lạc la. Cũng có ba loại mọi người, 1m3, 1m5. Đây thợ phân xong rồi đó mọi người. Cũng có cưa làm cán rồi nè, cái đây làm cán. Là bẹt men bay thun vậy ta. Mà mét bay tắc, mà mét tầm lạc. Đó là pi mét pi, đó là cái bàn xay. Từ dầm con, dầm ngồi đó cô chú anh chị tới dầm lái là từ 1m3 tới 1m5, 1m7, 2m2 là luôn cái dầm lái, dầm bắn. Thì Dũng Thơm TV chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Về bản nhiều, về bản một tắc. Đó. Đây là làm sơ sơ rồi đó mọi người. Còn bo tròn với làm lá cho nó mỏng lại như một chút cho nó có độ dịu á mọi người thì sẽ xong. Đây là chiếc ghe du lịch năm 2020 này cô chú anh chị. Chùa Tum Núc 2. Đó. Có cái bảng bự và bá luôn mà lễ mừng công. Rồi cũng thơm review cho cô chú với anh chị mình xem. Chiếc ghe này hạng nhất năm 2020. 21 thì không có bơi. Chiếc ghe nữ thì hạng nhì Á quân. Chiếc hạng nhất, một chiếc hạng nhì, nam thì hạng nhất, nữ thì hạng nhì. Cũng thơm mà review cho cô chú mình với anh chị mình xem thì cũng không có vô được, bị khóa dính hết rồi. Thì review ở bên ngoài cho cô chú với anh chị mình xem một chút. Lại quay thợ ghe ngô làm dầm mà sẵn dịp thì quay ghe ngô cho cô chú anh chị mình xem một chút luôn. Trong trại này tổng cộng có 3 ghe đó mọi người, 3 ghe. Đó. Đây có 2 ghe nữa mọi người, 2 ghe nam với 1 ghe nữ. Ghe này cũng mới sơn xong, quá đẹp luôn. Thì mới sơn xong của chú anh chị đó, cũng còn rồng xanh luôn nè. Bữa nay thì không có vô được thì quay ở ngoài cho mọi người xem một chút. Bên kia thì con rồng đỏ, thì con rồng xanh, quá đẹp luôn mọi người đó. À đây vậy ta, thuộc ngô hoạt tầm nút một tâm đang xây tầm nút nâu sáng Ninh Việt Châu Thành. Quá đẹp luôn mọi người, tổng cộng có 5 ghe. Ghe này mới sơn xong rồi, cũng do dịch bệnh không có tổ chức. Không có tính trong ngày. Nghiệp vụ thờ lò xa tới vậy ta. Đây đang làm lò bả tán mọi người. Đây là cái khu mà sân của chùa Tum Núc mọi người. Đây ở phía sau, ở phía trước thì cũng thơm không có quay. Quay chỗ thợ làm dầm cho cô chú anh chị mình xem một chút. Chùa Tum Núc, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đang xây lò bả tán mọi người. Ống cao nghiều nghiều luôn đó. Ở 20m đó mọi người. Đẹp luôn mọi người ha. Đường Kim Du Địch năm 2020. Vâng, ở phần cuối Vũng Thơm TV xin cảm ơn tất cả cô chú với anh chị cùng đồng hành với Vũng Thơm TV. Vũng Thơm TV chúc cô chú anh chị năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý. Vũng Thơm sẽ quay lại gặp cô chú với anh chị tiếp ở phần video sau. Bà ta nó không trông chọc video này cái phong thông mà TV cả xôm cả rụp bằng phổ phục mai nó lơ bình đạo sân cung của xa sọc sợi bằng cầu tăng ọc này bà ta cái phong thông TV cả xôm ọc quân dây ta bằng ôn một tè sân à nông kênh cái phong thông TV bà ta chân cái xôm chút phố dây ta sọc sợi bằng cầu lăng ọc chân nắp thăm mây bà ta chân cái xôm ọc quân xôm vô lập.